Ngày 20 tháng 9, Ủy ban nhân dân phường Quang Trung và Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết mô hình sử dụng thử nghiệm phân bón hữu cơ vi sinh VN3 trên cây rau muống tại khu 11 phường Quang Trung. Dự hội nghị có lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ và Kỹ thuật Nông nghiệp, Hội nông dân thành phố. Mô hình sử dụng thử nghiệm phân bón hữu cơ vi sinh VN3 được triển khai áp dụng vào tháng 11 năm 2022 tại khu 11 phường Quang Trung, quy mô diện tích 5 hectare, số hộ tham gia là 26 hộ, tổng kinh phí thực hiện trên 251 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước trên 94 triệu đồng, người dân đối ứng gần 157 triệu đồng. Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố cũng hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh VN3, quy trình chuẩn bị đất, xuống giống, chăm sóc cho các hộ nông dân trong và ngoài mô hình. Đánh giá nghiệm thu kết quả cho thấy mô hình cho thu hoạch 6 lứa trong 3 tháng, năng suất trung bình đạt 28 tạ trên hecta một lứa. Sau hơn 3 tháng triển khai trên 5 hecta, doanh thu đạt 2,25 tỷ đồng, lợi nhuận trên 2 tỷ đồng. Việc triển khai mô hình bước đầu cho hiệu quả tích cực về bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng cây trồng. Thông qua mô hình góp phần tuyên truyền khuyến khích người nông dân ứng dụng mở rộng sản xuất tại địa phương. Kết quả thực hiện mô hình phù hợp với định hướng, xu thế và mục tiêu chung về phát triển ngành nông nghiệp của thành phố trong thời gian tới. Nhân dịp này, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố cũng khen thưởng cho hộ gia đình tiêu biểu trong công tác phối hợp triển khai thực hiện mô hình.